mỗi lần mà đi về Virginia đó là mình hay lái xe đi xuống dưới đây. Từ cái chỗ đứa con, nhà của đứa con của mình lái xuống đây là kẹt xe đồ luôn, đó là 3 tiếng. Còn không kẹt xe là 2 tiếng rưỡi. Ô, ở ngoài cái cổng nó vẫn còn để cái chữ Eden, Eden Center chưa có đổi tên các bạn ơi. Ở ngoài cái cổng á còn cái chữ Eden Center. Thì mình nghe một cái người quen ở đây người ta kể á, là cái người chủ cũ ở đây là cái người chủ Việt Nam đó, mà không biết cái câu chuyện này nó có thiệt hay không á, thì mình không có chắc chắn. Nhưng mà theo cái lời kể á, là cái người chủ của cái miếng đất này á, là lúc xưa là người Việt Nam. Thì ở trong đây á, nó có mấy trăm khu mặt bằng vậy đó. Mỗi một cái chỗ mặt bằng như vậy á, là một tháng cái ông chủ này thu vô á, là 3-4 ngàn đô. Dĩ nhiên là nó hơn, nhưng mà mình nói về cái giá thấp, mình nói lấy cái giá chuẩn trung bình ra đó là 4-5 ngàn đô mỗi một cái mặt bằng, một cái khu mà để người ta vô người ta mở kinh doanh đó, cái shop đó. Thì cái ông chủ cũ ở đây á, là ổng là người Việt Nam, ổng chỉ có nằm ngửa nhịp chân thôi, hàng tháng á là ổng thu vô hàng trăm ngàn đô la hàng tháng á, ổng chỉ nằm ngủ thôi, nhịp cẳng thôi đó. Nhưng mà không biết á vì cái lý do gì đó, ổng tham quá, ổng đi về Việt Nam. Ổng hồi xưa đó, cái nhà cũ của ổng ở Việt Nam á, là ổng có đào ở dưới đó, đó là cái một cái đống vàng. Mình không có chắc chắn nha các bạn, cái câu chuyện này có thật hay không nha. Mình chỉ có nghe người quen ở đây người ta kể lại thôi, cái câu chuyện của người khác kể lại. Thì nói là cái ông này ổng trong cái lúc mà ổng đang làm chủ cái khu này nè đó, ổng làm chủ luôn, ổng là người Việt Nam, thì người Mỹ gốc Việt. Thì ổng hàng tháng ổng thu vô có rất là nhiều tiền, mà ổng vẫn còn lòng tham. Thì ổng trước khi ổng đi đó, là hồi xưa ở nhà bên Việt Nam á, là ở dưới cái nền đất á, là ổng có đào dấu vàng ở dưới đó. Xong cái ổng về Việt Nam, cái ổng lại cái ngôi nhà cũ mà cái chỗ ổng giấu cắt vàng á, là cái căn nhà đó bây giờ là người lạ vô, người khác người ta mua vô người ta ở. Thì ổng vô ổng nói á, là bây giờ ổng về Việt Nam, ổng tới cái nhà cũ của ổng kêu người ta đào lên đi. Cái người chủ đang ở đó đó, ổng nói hồi xưa là ổng có vàng ở đó, đào vàng lên xong rồi chia đôi đó. Thì sau khi mà người ta đào vàng lên xong rồi người ta thủ tiêu ổng, thì báo tin về đó là ổng đi theo ông bà. Cho dù cái câu chuyện nó có bịa đặt ra hay không, hay là cái câu chuyện thật hay không, nếu các bạn nào mà xem cái clip này á, các bạn sống ở đây á, các bạn hiểu là cái câu chuyện nó đúng hay không. Trừ ra các bạn nào mà sống vòng vòng ở đây, các bạn xem clip thì các bạn confirm. Còn cái câu chuyện mình đang kể á, là nó không có thật. Nhưng mà dù nó không có thật, nhưng mà các bạn nghe cái câu chuyện, cái ý mà chuyển tải ở trong cái thông điệp ở trong cái câu chuyện á, là người tham là họ sẽ bị chết. Các bạn hiểu không? Thay vì á, ổng, cái ông Việt Nam đó, ổng làm chủ ở trong mấy cái chủ tất cả cái khu đất này, thì hàng tháng như vậy đó là mấy cái người kinh doanh này nè, người ta thuê mặt bằng của ông ta, là ông ta đủ có tiền rồi, các bạn biết không? Đủ tiền sống rồi, dư giả rồi. Nhưng mà các ông này còn nhớ lại cái đống vàng ở Việt Nam đó, thì ổng đi về. Nếu như mà ổng buông xả mà kiểu như là quên đi cái đống vàng đó, thì cái mạng sống của ổng bây giờ ổng còn, bởi vì ổng tham quá đó. Thì người bạn của mình sống ở gần ở đây kể cho mình nghe, nói đó, khi mình nghe câu chuyện thì nó cũng hấp dẫn, nó hứng thú, là mình không có màng là cái câu chuyện nó có thật hay không, nhưng mà người ta muốn gửi cái thông điệp á, là tham á, là nó sẽ thăm.
mà cái người mà họ tham vọng quá đó là họ sẽ dễ bị đọt đoạn mạng là qua đời sớm theo diện ông bà đó. Đó thì người ta kể, người ta nói là trong cái lúc mà ông đang làm chủ ở trong cái khu này, cái khu này thì hàng tháng là ông thu cái tiền mà thuê mặt bằng vô rất là nhiều, mà ông không có cam lòng. Lúc nào ông cũng nhớ về cái đống vàng của ông ở bên Việt Nam. Mà người ta nói cái đống vàng đó nó không có bằng, cái số vàng đó nó không có bằng cái của cải này. Thì ông đi về Việt Nam, ông tới cái ngôi nhà cũ của ông ngày xưa đó, thì lúc bấy giờ đó là người lạ, giống như lâu năm quá rồi đó, có người khác người ta vô, người ta ở cái căn nhà đó, người ta mua cái chỗ đó. Thì ông tới cái chỗ địa điểm cũ cái căn nhà của ông á, ông nói với cái người chủ nhà hiện tại, ông nói là hồi xưa đó ông ở với cái căn nhà này, ông có chôn ở dưới đống vàng. Ông nói cái người đó đồng ý cho ông đào lên chia đôi đó. Thì sau khi cái người đó người ta đào lên thì người ta gửi ông đi theo viện ông bà để người ta chiếm đoạt á. Đó, bây giờ cái dân chúng nói là cái chỗ này á là không còn là cái ông làm chủ nữa, cái ông mà đi theo ông bà đó. Bây giờ cái người chủ Mỹ người ta vô, người ta mua lại.